Từ cõi chết trở về. Florida, Hoa Kỳ, năm 2015. Chà, những bụi cỏ này thật cứng đầu. Tuần nào chúng ta cũng xén cỏ mà chúng vẫn tốt như rừng vậy mẹ nhỉ? Khi nhổ cỏ, còn phải nhổ cả rễ của chúng lên thì mới có thể diệt chúng tận gốc được Emily ạ. À, thôi được rồi, hai mẹ con vào nhà nghỉ đi, để cho ba xử lý nốt nào. Khoan đã anh, dừng lại anh. Trời ơi, lao ra, có chuyện gì thế? Suýt chút nữa, anh có thể làm em bị thương đó. Chờ chút, em đã nhìn thấy gì đó sau bụi cỏ rậm rạp kia. Có gì ở đó vậy, lao ra? Ôi, có một chú chim non trong vườn nhà ta. May quá, mẹ đã cứu nó kịp thời. Đúng vậy, bụi cỏ mọc cao quá, ba không nhìn thấy chú chim ấy. Nhưng có vẻ như nó đã bị chim mẹ bỏ lại rồi. Giờ chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Không thể để chú chim ấy lại một mình. Chúng ta phải chăm sóc chú chim cho đến khi nó được cứng cáp và có thể tự mình tung cánh giữa bầu trời. Chứ để đây nó sẽ chết mất. Ba và Emily có đồng ý không? Con đồng ý ạ. Chú chim cần có một cái tên. Để mẹ nghĩ xem nào. Gracia, con thấy cái tên này thế nào? Tuyệt quá, Gracia bé bỏng. Chào mừng em, từ giờ đã là một thành viên của gia đình. Được rồi, em mang chú chim vào nhà đi. Anh nghĩ mình cần làm một chiếc giường nhỏ cho Gracia. Nó cần một chỗ ngủ ấm áp. Vậy còn thức ăn thì sao ạ? Em ấy sẽ ăn gì hả mẹ? Mẹ sẽ ra chợ mua cho Gracia một ít hạt dinh dưỡng. Còn có thể ở bên Gracia bé bỏng cho em bớt sợ không? Dạ được ạ. Mẹ yên tâm, giao nhiệm vụ cho con. Con sẽ chăm sóc cho Gracia thật tốt ạ. Đừng sợ, ăn chút gì đi Gracia. Có thể Gracia vẫn còn sợ hãi lắm. Dần dần rồi nó sẽ quen với sự chăm sóc của chúng ta thôi. Con hãy thật kiên trì, đừng quá nôn nóng nhé. Nào Gracia, mi phải tập bay đi chứ. Nhà của mi là ở bầu trời kia mà. Đừng sợ Gracia, nếu ngã thì mình dậy tập lại. Chị ở đây có thể đỡ em mà. Lần đầu thế là tiến bộ lắm rồi Gracia. Chỉ chút nữa thôi là mi sẽ được tự do tung cánh nơi bầu trời rộng lớn kia. Bay cao lên đi Gracia. Chúng ta không thể giữ Gracia ở lại nhà sao mẹ? Nếu thả em ấy về tự nhiên, em ấy sẽ bị đói, rồi có cả những cơn mưa bão. Em ấy sẽ phải làm thế nào? Nhưng nơi này không thuộc về Gracia. Em ấy cần học cách sinh tồn nơi thiên nhiên hoang dã kia. Em ấy cần tìm đồng loại của mình. Chúng ta không thể ích kỷ giữ Gracia ở lại. Con hiểu chứ Emily? Dù biết là tốt hơn cho Gracia, nhưng đây là lần cuối cùng con được gặp em ấy. Con rất buồn mẹ ơi. Tạm biệt chú chim nhỏ bé Gracia. Dù em có quên chị, nhưng chị sẽ mãi mãi nhớ về em. Một thời gian sau, tổ của Gracia để trong nhà kho lâu quá, giờ cũng chẳng dùng tới nó nữa. Sợ gỗ sẽ mục ra mất. Có lẽ cứ gắn lên các chạc cây cao ngoài đường xem có chú chim nào cần chỗ trú không. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ
mẹ đã làm cả nhà rất sợ. May mà có dì Sonia kịp thời đưa mẹ vào viện. Có chuyện gì với chị vậy Sonia? Đúng lúc em mang đồ của mẹ gửi cho anh chị thì thấy chị ngã từ trên thang xuống mặt đường. Sao tự nhiên chị lại trèo lên chạc cây làm gì cơ chứ? Chị chỉ muốn gắn tổ chim vào chạc cây, ai dè bất cẩn quá, người chị không làm sao cả. Khi nào thì chị được về nhà? Laura, em cần bình tĩnh. Nghe bác sĩ thông báo tình hình, em và cả nhà ta sẽ phải đối mặt với sự thật này. Có chuyện gì nghiêm trọng với em hay sao? Em trông anh căng thẳng quá. Cô Laura, cô đã mắc ung thư buồng trứng. Sắp tới cô sẽ phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u và tiến hành xạ trị nếu tế bào ung thư vẫn còn di căn. Trời ơi, mẹ cháu không sao chứ? Tình hình cụ thể của chị gái tôi có lạc quan không thưa bác sĩ? Tâm lý của người bệnh lúc này rất quan trọng. Mong cô Laura giữ vững tinh thần để có thể vượt qua được cuộc phẫu thuật quan trọng này. Có rất nhiều người đã mất ngay trên bàn mổ, hoặc là tế bào ung thư sẽ di căn vào những bộ phận khác. Tiến hành xạ trị sẽ khiến cơ thể mất dần sức sống. Đó là nỗi lo sợ của bất cứ bệnh nhân ung thư nào. Nếu tôi từ chối phẫu thuật và muốn sống bình yên như này đến cuối đời thì sao? Laura, em nói gì thế? Sao chưa gì em đã muốn bỏ cuộc rồi vậy? Chúng ta sẽ không thể nào thắng cuộc nếu không chiến đấu tới cùng. Thế nếu em không thể chiến thắng được thì sao? Em không muốn lãng phí thời gian cuối cùng của mình ở bệnh viện đâu. Thôi, trước mắt chị Laura hãy nằm xuống nghỉ ngơi. Emily và anh Max cứ ở lại với chị Laura, để em chạy qua nhà lấy đồ cho chị đã nhé. Lúc đi vội vàng nên không có chị ở đây cả. Cảm ơn em Sonia, em đã vất vả rồi. Có chuyện gì với chú chim kia nhỉ? Ô, chú chim nhỏ bị lạc đường ư? Mi không được phép vào trong nhà này đâu. Con chim này bị sao vậy nhỉ? Tiếng kêu của nó nghe thật thảm thiết. Thôi, ta cũng chẳng có nhiều thời gian để ý tới Mi. Ta cần phải lấy đồ cho chị Laura để mang vào viện đã. Trời, mình không hiểu chú chim này làm sao nữa. Nó bay theo xe của mình làm gì nhỉ? Có lẽ là bay cùng đường với mình thôi. Sonia, em đến rồi ư? Gracia, là em. Đúng là em rồi, Gracia. Từ nhà đến viện xa thế, sao Gracia biết đường đến đây vậy? Chị biết chú chim này ư? Nó đã vào nhà chị, cuống quýt như gọi tìm ai đó. Đó là chú chim Gracia, mẹ cháu cứu ở bụi cỏ. Mẹ và cháu đã chăm Gracia từ khi còn nhỏ xíu và thả em ấy đi khi Gracia biết bay đấy ạ. Cháu cứ nghĩ em ấy đã đi rồi và không bao giờ quay trở lại nữa. Trời ơi, thật không thể tin được. Chú chim đó thông minh đến mức kinh ngạc. Nó biết tìm đường về nhà và theo sát dấu xe của em để đến được đây. Có lẽ nó đã cảm nhận được chị Laura xảy ra chuyện nên nó về thăm đó. Thật là thần kỳ, như có một linh cảm đặc biệt giữa chị và chú chim tình nghĩa này vậy. Gracia ơi, mẹ Laura bị ốm đó. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư, tình hình nghiêm trọng lắm.
Đừng lo lắng, Gracia. Em tin là chú chim này hiểu hết những gì mình đang nói. Đúng là kỳ lạ. Nó đã vượt qua bao gió bão trên một chặng đường xa xôi, trở về tìm ân nhân, để an ủi và truyền niềm tin cho chị đấy. Chị lo ra, cả nhà và cả Gracia nữa đều mong chị vững tinh thần. Kẹo này đẹp quá, em tha ở đâu về vậy? Chúng mình cùng cầu bình an cho mẹ Laura nhé. Hôm nay mẹ Laura sẽ phẫu thuật đấy. Hy vọng phép màu nhiệm sẽ sáng lấp lánh như viên kẹo này, phải không Gracia? Cảm ơn Gracia đã luôn ở bên gia đình chị suốt thời gian qua. Mẹ đi vắng nên em đã ở lại đây lâu hơn mọi khi, đúng không nào? Chà, hôm nay Gracia đến sớm vậy nhỉ? Em ấy nhớ mẹ đó ạ. Con nói thế phải không ba? Đúng rồi đó, Emily. Bạn Gracia nhỏ bé, không dành thời gian đi tìm người yêu ư? Cứ quanh quẩn bên ta suốt thôi. Cả phẫu thuật đã thành công, ta sắp khỏe rồi mà. Đúng vậy ạ, Gracia đúng là một chú chim mang tên hạnh phúc ba mẹ ạ. Chú chim nhỏ dù không thể trò chuyện, nhưng sự có mặt của nó đã mang đến cho gia đình mình sự an ủi thật ấm áp, nguồn sức mạnh để chống lại sự sợ hãi, lo lắng và buồn đau suốt thời gian qua, phải không nào? Thật thần kỳ, Laura đã trải qua phẫu thuật rất thành công. Hiện giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi, khối u của cô không phát triển thêm nữa và chú chim mang tên hạnh phúc đó vẫn ghé lại gia đình nhỏ của họ mỗi ngày. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật ở bang Florida, Hoa Kỳ. Câu chuyện xảy ra vào năm 2015. Tên nhân vật trong phim đã được thay đổi. Bà Tổ nghề dệt. Đường đường là công chúa của một nước, đến từng này tuổi rồi mà còn chưa chịu xuất giá, suốt ngày chỉ trốn ra ngoài cung chơi với bọn dân đen, còn muốn ta tức chết hả? Phụ hoàng, đường đường là công chúa, sao con có thể chơi bời? Con ra ngoài vi hành, cốt xem dân chúng làm ăn ra sao, đặng có gì còn bẩm báo cho phụ hoàng. Người không khen thưởng nay lại còn trách con. Thôi thôi, hôm nay ta cho gọi con là để bàn về việc đại sự của con. Ta đã chọn được hoàng tử nước láng giềng, cũng vừa hay họ gửi thư và lễ vật cầu thân. Con cũng đã đến tuổi xuất gia rồi, đừng kiếm cớ thoái thác nữa. Phụ vương, con chỉ muốn ở bên chăm sóc người, mà người cứ một hai đẩy con đi lấy chồng xa sao? Còn xuất giá thì chẳng bao giờ người gặp được con nữa đâu. Người không thương con nữa à? Mỗi lần động đến chuyện kén chồng cho nó cũng tìm cách trốn. Chắc lần sau ta phải nhốt nó vào củi mới được. Dạ bẩm, công chúa vốn thông minh, lanh lợi, vẫn còn đang ham vui. Thêm một thời gian nữa, chắc người sẽ xuôi thôi ạ. Bệ hạ đừng quá lo lắng. Công chúa dừng lại được rồi ạ. Bệ hạ không cho người đuổi theo đâu. Công chúa, người chờ bọn nô tài với. Các người im lặng, hình như ta nghe thấy tiếng kêu cứu. Cứu, cứu với. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với? Mẹ ơi, cứu con, mọi người ở đâu cả rồi? Ngươi cứ bò đi, bò nhanh hơn xem nào, ta xem ngươi có thể trốn được không. Mẹ ơi, bố ơi, con không còn được gặp mọi người nữa rồi. Vĩnh biệt. Cút đi, ngươi còn dám bén mảng tới đây, ta sẽ sai cung thủ bắn rụng cánh ngươi đó. Chết ta rồi, chết ta rồi. Ngươi mở mắt ra đi, con chim bị ta đuổi đi rồi.
Ngươi là ai? Từ đâu tới? Sao lại lạc vào vườn thượng uyển của ta, đến nỗi suýt bị con chim bắt được vậy? Tôi là sâu bướm, đang chơi ở vườn dâu thì bị con chim kia đuổi vào đến tận đây. Nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ đưa ngươi về. Cảm tạ người đã cứu mạng, nhưng đây là đâu? Tôi không biết nhà mình ở đâu nữa, chỉ biết nó là bãi dâu lớn lắm. Nếu thế, hay người ở lại đây làm bạn với ta? Ta ở mãi trong cung, chẳng có bạn bè gì. Ở đây không ai có thể làm hại được ngươi đâu. Tôi có thể ở đây thật sao? Đa tạ công chúa. À, đau quá, công chúa ơi. Hình như đồ ăn có độc, em đau bụng quá. Sao, thức ăn có độc ư? Người đâu? Truyền thái y, có kẻ muốn hạ độc. Có độc, công chúa, người thấy trong người thế nào? Truyền thái y, mau truyền thái y, công chúa bị hạ độc. Công chúa, người thấy có gì khác lạ trong cơ thể không? Ta thấy bình thường, chẳng lẽ độc chưa phát tác? Người mau xem cho sâu bướm, nó kêu đau bụng, lăn lộn từ nãy tới giờ, làm cách gì cũng không bớt đau. Công chúa ơi, chẳng lẽ em sắp chết? Em mới quen công chúa chưa được bao lâu, còn báo sơn hào hải vị chưa ăn, mà nay đã đành phải nói lời vĩnh biệt sao? Công chúa, người hãy tìm ra kẻ thù ác, trả thù cho em. Sâu bướm, ngươi đừng bỏ ta, ta sẽ bảo thái y khám bệnh cho ngươi. Ta khó chịu quá. Sâu bướm, hình như là... Sâu bướm làm sao? Ngươi nói mau đi. Có thuốc giải không? Thần đã kiểm tra kỹ thức ăn trên bàn, nhưng hoàn toàn không có độc. Sâu bướm cũng không sao, chỉ là do nó ăn quá nhiều, dẫn đến bị bội thực thôi ạ. Sâu bướm đau bụng vì ăn quá nhiều ư? Đúng là đồ tham ăn mà. Do ta ăn quá nhiều sao? Sao có thể như vậy chứ? Bẩm công chúa, sâu bướm vốn chỉ ăn lá, bây giờ nó ăn đồ ăn của người nên không tiêu hóa được, dẫn đến chướng bụng. Không có gì nguy hiểm đâu ạ. Tuy nhiên, sau này sâu bướm chỉ nên ăn lá, không nên ăn thức ăn của người. Hoàng thượng giá lâm. Công chúa, cô không sao chứ? Kẻ nào to gan dám hạ độc công chúa? Phụ hoàng đừng lo, con không sao. Chỉ là... Bẩm hoàng thượng, thần đã kiểm tra đồ ăn và bắt mạch cho công chúa. Đồ ăn không có độc, công chúa không sao hết ạ. Sao ta nghe tin công chúa bị hạ độc chứ? Không phải con, là sâu bướm bạn con. Nhưng lại do nó ăn quá nhiều nên bị bội thực thôi ạ. Trời ạ, con hết bạn rồi hay sao mà chơi với sâu? Thiều qua, đến bao giờ con mới chịu lớn đây? Suốt ngày bày trò phá phách. Con có phá phách gì đâu, con còn cứu mạng được sâu bướm đấy chứ. Hằng ngày con vẫn ngoan ngoãn học hành, theo thùa, khâu vá. Không tin, phụ hoàng hỏi vú nuôi thì biết. Ta còn lạ gì cái mờ miệng của con? Con xem, ngoài phiền phức ra, con có giúp cho ta được gì không? Nếu con làm được một việc, dù chỉ là một việc có ích cho ta, cho dân thôi, thì con muốn gì, ta cũng chấp thuận. Phụ hoàng nói thật chứ, chỉ cần con làm việc có ích cho người hoặc cho người dân, thì con muốn gì cũng được phải không? Đúng vậy, con muốn gì cũng được. Công chúa, người sao thế? Cả ngày chẳng nói gì, không giống người thường ngày chút nào. Sắp tới sinh thần phụ vương rồi, ta đang nghĩ phải tặng người món quà thật độc đáo để người không coi thường ta nữa. Mà người ăn gì đấy? Thái y dặn rồi, người phải ăn ít đi, sắp phát phì rồi đấy. Trong khi công chúa được ăn sơn hào hải vị, thì em chỉ được ăn vài cọng lá nhạt nhẽo này mà còn cấm. Hơn nữa, em phải ăn mới có sức làm việc vô cùng quan trọng, chứ có phải do em ham ăn đâu. Người thì có việc gì quan trọng chứ? Cả ngày chỉ thấy chơi rồi ăn, ăn lại chơi. Người ấy sắp béo đến không bò nổi nữa đâu. Em có nói, người cũng không hiểu đâu. Sâu bướm ơi, thị nữ đâu? Bẩm công chúa, có việc gì mà mới sáng sớm người đã hớt hải thế ạ? Bà vú, người có thấy sâu bướm đâu không?
mấy hôm nay ta không thấy nó đâu cả. Dạ bẩm công chúa, thần không thấy ạ. Thần tưởng nó vẫn luôn ở chỗ người. Quái lạ, nó chưa từng đi đâu mà không nói cho ta biết. Đằng này còn mấy ngày rồi, người sai người đi tìm cho ta. Tuân lệnh công chúa. Công chúa, người về phòng nghỉ một chút đi ạ. Mấy ngày hôm nay người mất ăn mất ngủ, hoàng thượng mà biết sẽ đau lòng lắm. Việc tìm sâu bướm đã có chúng thần rồi ạ. Ta không sao, ta phải tìm sâu bướm về. Trước giờ chưa bao giờ nó đi đâu lâu như thế này. Hay vì ta không cho nó ăn, chơi béo mà nó giận bỏ ta đi phải không Vũ? Không phải đâu công chúa, sâu bướm luôn quấn lấy người không rời, sao có thể bỏ đi được chứ? Hay là nó bị con chim bắt mất rồi? Chắc không phải đâu công chúa, có thể nó ham vui bị lạc ở đâu đó. Thị vệ đã tỏa đi tìm, chắc sớm có tin thôi, người đừng quá lo lắng. Đây là cái gì? Đẹp quá, màu vàng óng ánh như đang phát sáng vậy. Ôi trời ơi, nó động đậy ư? Công chúa, người không nhận ra em sao? Em chính là sâu bướm đây. Sâu bướm, là ngươi thật sao? Chả giống ngươi ngày trước chút nào. Nhưng bây giờ ngươi lại xinh đẹp hơn bội phần. Sao ngươi có thể làm được điều đó? Chính ở trong chiếc kén kia kìa. 10 ngày vừa rồi em ở trong đó và thay đổi thôi. Giống như con người lớn dần lên thì bướm chính là hình thái trưởng thành của em. Đây là tổ của ngươi ư? Nó đẹp quá. Đấy là một chiếc kén ạ. Kén đấy được kết từ tơ của em đấy. Nằm trong đó tuyệt lắm. Dù bên ngoài thế nào thì trong đó em cũng đều thấy rất dễ chịu, thoải mái và an toàn. Tuyệt quá, những sợi tơ từ kén vàng ống ả. Giá như ta có thể làm gì từ những sợi tơ này? Em biết chỗ này có nhiều kén như vậy lắm. Công chúa có thể gom lại, kéo sợi dệt vải rồi may thành áo dễ mặc. Công chúa, người tới đây, người muốn lấy bao nhiêu cũng có. Tuyệt quá sâu bướm, ta có một ý tưởng. Bẩm phụ hoàng, con có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho người. Món quà này do chính tay con tự làm. Chà, công chúa thiệt quá, con tặng ta một tấm vải sao? Loại vải này sao ta chưa thấy bao giờ? Sắc vàng óng ánh thế này cũng không thể nào nhuộm được. Rất nhẹ, lại mềm nữa. Ở đâu còn có nó? Sâu bướm nhả ra một loại tơ tạo thành kén. Con lấy những cái kén đó cho vào nước sôi rồi khuấy đều. Rồi con kéo từng sợi tơ kéo thành cuộn và dùng khuôn cửi xe những sợi tơ với nhau để tạo thành tấm vải này. Sâu bướm, ngươi nhìn này, ta đã làm được tấm vải từ sợi tơ của ngươi rồi đấy. Nó rất mềm mượt để may quần áo, ắt rất đẹp. Sắp đến sinh thần của phụ hoàng rồi. Đây sẽ là món quà ta tặng ngươi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Không ngờ những trò nghịch ngợm của con lại có ngày hữu ích đến thế. Ta sẽ ban thưởng cho con. Con muốn gì nào? Con chả thiếu thứ gì, nhưng con chỉ xin người một điều thôi. Người đừng bắt con lấy chồng nữa nhé. Ta đến chịu thua con rồi. Được, được. Ta sẽ không ép con phải xuất giá nữa. Nhưng hãy dạy cho dân dân cách dệt vải, để ai cũng có thể làm ra những tấm vải tuyệt hảo như thế này nha. Tuân lệnh phụ hoàng. Công chúa Thiều Hoa đem truyền dạy cho mọi người trồng dâu, chăn tằm, kéo sợi, dệt lụa và gọi là lụa tơ tằm. Ngày nay, ở nhiều ngôi làng, người dân tôn Thiều Hoa công chúa làm tổ sư nghề dệt lụa, làm thành hoàng làng của mình. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.